Xin chào các bạn quay trở lại với mục hộp thư của Yếu Bay, và tuần này Travis tiếp tục trả lời các câu hỏi của các bạn đã hỏi trong tuần qua. Và câu hỏi đầu tiên của bạn Tân Minh hay là Tấn Minh gì đó, bạn biết không giấu. Bạn hỏi là cho em hỏi từ Phuket bay về thành phố Hồ Chí Minh nhưng mà có quá cảnh ở Singapore 16 tiếng. Vậy thì tính trong thời gian 16 tiếng này thì bạn có thể vào Singapore chơi không? Bởi vì bạn thấy có tour miễn phí có 2-3 tiếng mà ngồi ở sân bay lâu quá thì là cũng rất là chán. Vậy Travis xin lỗi bạn là bạn hoàn toàn có thể nhập cảnh vào Singapore, bởi vì 16 tiếng rất là dài, các bạn có thể đi chơi, đi tham quan và ăn uống ở Singapore. Nhưng các bạn cũng nên nhớ rằng các bạn phải ra sân bay ít nhất là 2-3 tiếng trước giờ khởi hành để đề phòng bất trắc nhé. Chúng ta phải luôn ra sân bay sớm mà luôn chuẩn bị, mặc dù các bạn có boarding pass chuyến đi tiếp theo rồi, nhưng mà Travis khuyên là các bạn vẫn nên ra sớm để đề phòng và cũng như là để cho mình thoải mái. Câu hỏi tiếp theo của bạn Anh Trần, bạn hỏi là cho mình hỏi đi Malaysia có cần chứng minh tài chính không ạ? Hiện tại mình đã có hộ chiếu và có cần thêm giấy tờ nữa không? Và như các bạn đã biết thì rất nhiều bạn không rành về visa của các nước Đông Nam Á. Hiện nay thì người dân Việt Nam được đi lại tự do ở tất cả các nước thuộc ASEAN mà không cần phải xin visa trước, và tùy vào cái số ngày bạn muốn lưu lại là bao nhiêu. Ví dụ như có những cái nước như là Brunei chẳng hạn thì họ chỉ cho bạn là 14 ngày visa miễn phí. Đa số các nước còn lại thì cho bạn 30 ngày. Các bạn có thể tìm hiểu thêm trong một cái vlog nói về visa của các nước đối với người Việt Nam mà Yêu Bay đã từng đăng. Và đi Malaysia thì các bạn không cần phải chứng minh tài chính gì cả, nhưng mà cũng như những lần khác David khuyên các bạn là hộ chiếu các bạn phải còn hạn ít nhất 6 tháng này. Các bạn cũng nên in ra vé máy bay khứ hồi, vé về và booking khách sạn. Bạn Trần Giang có hỏi là cho em hỏi là các hãng hàng không Nga phục vụ có tốt như Singapore Airlines không? Thì cái này thì Travis đã từng đi Aeroflot rồi, và Travis cũng đã từng đi Singapore Airlines rồi, và Travis có thể khẳng định với bạn là Singapore Airlines tốt hơn rất là nhiều. Nhưng các bạn biết là trong năm qua thì Singapore Airlines là hãng không tốt nhất thế giới, và những cái điều này thì tất nhiên là không thể so sánh với các hãng không Nga được. Và Travis đã từng đi hãng không Nga rồi thì Travis cảm nhận là cái điều đầu tiên mình lên máy bay đó là tiếp viên không được thoải mái, tiếp viên không được thân thiện lắm, họ mắc mặt nào họ rất là lạnh, mặc dù dịch vụ của họ cũng khá là ổn thôi. Nhưng mà nếu như các bạn có đi đâu thì Travis vẫn nên khuyên các bạn là chọn Singapore Airlines. Những đường bay đi Sing hay những đường bay đường dài đi châu Âu, đi Mỹ cũng vậy. Bạn Nam Lê Hoàng có câu hỏi là bạn có dự định đi Bali từ Sài Gòn vào tháng 1 này, và nhờ Yếu Bay có thể gợi ý một vài lựa chọn được không? Thì mình chưa hiểu bạn gợi ý ở đây lựa chọn là lựa chọn gì, lựa chọn về khách sạn hay lựa chọn về hàng không. Lựa chọn về hàng không thì có rất nhiều các cái lựa chọn, ví dụ như là các bạn có thể bay với Vietnam Airlines sang Jakarta rồi từ đó bay tiếp với các hãng không nội địa của Indonesia đi Bali chẳng hạn, như các mà Travis đã từng đi. Hoặc các bạn có thể chọn một số hãng không khác có quá cảnh như là Malaysia Airlines nè, AirAsia nè, Scoot nè và Malindo nè, tất cả đều có cái đường bay đến Bali rất là tiện lợi. Ngoài ra có một đường nữa cũng khá là độc nhưng mà giá vé thì Travis cũng không chắc lắm, nên các bạn có thể xem hãng Brunei Air, là một cái hãng mà các bạn có thể quá cảnh ở Brunei chơi một ngày hay một lúc rồi các bạn có thể bay đi tiếp Bali. Và ngoài ra thì Yêu Bay cũng đã có một vlog nói về du lịch Bali, các bạn có thể xem lại nhé. Hay là trên blog của Travis ở địa chỉ travis.me cũng có một bài rất chi tiết về du lịch Bali, ăn gì, chơi gì ở đâu, thì các bạn có thể lên trong web các bạn tìm lại. Bạn Vi Trần có hỏi là bạn dùng hộ chiếu Việt Nam để đi Thổ Nhĩ Kỳ thì có phải xin visa không? Thì cái này nếu các bạn xem cái loạt video về Thổ Nhĩ Kỳ của Travis thì các bạn cũng biết là người Việt đi Thổ Nhĩ Kỳ vẫn phải xin visa, vẫn phải chứng minh tài chính, vẫn phải làm rất là nhiều thủ tục. Tuy nhiên nếu như mà bạn còn visa hiệu lực của các nước phát triển, ví dụ như là Mỹ nè, thì các bạn có thể xin e-visa, tức là visa điện tử của Thổ Nhĩ Kỳ ở trên mạng. Và các bạn cũng có thể xem lại cái vlog của Travis để xem cái đường link để đến cái trang web xin e-visa. Tuy nhiên khi các bạn xin visa cái dạng mà e-visa hay visa điện tử này thì các bạn bắt buộc phải bay bằng cái hãng hàng không của Thổ Nhĩ Kỳ đến Istanbul hoặc đến các thành phố khác thì các bạn mới được nhận được cái visa xin dễ dàng qua mạng như thế này. Bạn Tâm Chan Chen có hỏi là hành lý xách tay có bị cân không? Thì cho biết xin lỗi là đặc biệt các hãng hàng không giá rẻ thì họ sẽ cân, và đặc biệt luôn là khi mà ra tới cửa khởi hành mà họ nghi ngờ bạn
xách hành lý quá lố, hay là bạn xách nhiều túi quá quá quy định thì họ sẽ chặn lại để kiểm tra. Và nếu như mà bạn vi phạm các quy định về hành lý xách tay thì họ sẽ bắt bạn là gửi cái hành lý đó xuống dưới hầm hàng của máy bay, và bạn sẽ bị đóng phạt thêm một số tiền rất là lớn. Bởi vậy là cho biết khuyên là khi các bạn đi thì các bạn hãy làm đúng cái quy định của hãng, là hãng cho bao nhiêu kg hành lý xách tay thì các bạn cứ xách đúng như vậy, để tránh trường hợp là ra cửa hành rồi mà mình bị phát hiện, mình bị chặn lại, vừa bị chậm trễ mà vừa phải tốn thêm rất là nhiều tiền. Một số hãng hàng không không phải là giá rẻ, các hãng không giá độ truyền thống thì một số hãng cũng rất nghiêm ngặt trong cái chuyện này, họ thậm chí họ bắt bạn lấy hành lý xách tay để bỏ lên cân lúc làm thủ tục nữa. Và các bạn đừng quên nhấn subscribe vào kênh Người Yêu Bay nhé. Và chúng tôi có một trang Facebook nữa, địa chỉ là facebook.com/yêubayvn, và một cộng đồng Yêu Bay và du lịch có địa chỉ ngay bên dưới. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt các bạn.